Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 15.700 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trong đó có hơn 1.200 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến cháy nổ. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản. Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn cho nhân dân và doanh nghiệp, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Với vị trí là địa bàn trọng điểm kinh tế khu vực phía Nam, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều ngành kinh tế trọng điểm đặc thù. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, đạm, khách sạn, chung cư, nhà cao tầng, mặc dù chưa xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nào, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 27 tháng 9 năm 2023, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tất cả các chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế công tác kiểm tra tại các cơ sở, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện được nhiều tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở và người dân khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cái việc mà kiểm tra hôm nay của đoàn đi thực tế và xem xét hồ sơ pháp lý của dự án thì chúng tôi đã có cái xem xét cùng với đoàn và cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan ban ngành của tỉnh, đặc biệt là cái cơ quan phòng cháy chữa cháy về những cái tồn tại tuy nó nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận hành của chung cư. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Cái trách nhiệm quản lý cái công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương thì sau cái buổi kiểm tra này thì chúng tôi đôn đốc cái ban quản trị là tiếp tục hoàn tất các cái quy định, các cái thủ tục về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Với tinh thần đồng hành chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của các cơ sở, doanh nghiệp, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại và hướng dẫn thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Tại các hội nghị này, cơ quan chức năng đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, hướng dẫn theo thẩm quyền và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho các cơ sở doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn về phòng cháy chữa cháy để sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với công tác rà soát, kiểm tra, xử lý, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp người dân nắm bắt, nhận diện được các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, các kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi xảy ra sự cố, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là các chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhân dịp ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, người dân tham gia đã được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phổ biến những quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được hướng dẫn các tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Cùng với việc được trực tiếp trải nghiệm, thực hành kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã thu hút được đông đảo người dân, các em học sinh, sinh viên tích cực tham gia. Vừa tham gia trải nghiệm gì đây? Dạ, con vừa tham gia trải nghiệm đu dây. Thì con có biết việc này nó có ý nghĩa như thế nào không? Dạ, nó sẽ giúp mình thoát khỏi đám cháy. Con 7 tuổi, con tên là Bùi Văn Khánh. Nó sẽ giúp mình thoát nạn khi bị cháy.
Ở đây là một cái trải nghiệm rất là thiết thực cho cư dân ở cuộc sống ở những cái cụm chung cư, đặc biệt là Phoenix ở Vũng Tàu này. Hơn bao giờ hết, người dân luôn luôn mong muốn thường xuyên có những cái cuộc trải nghiệm và để cho người dân được thực hành, thực tập qua công tác phòng cháy chữa cháy này. Từ những hoạt động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã góp phần mang lại những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp và người dân trên địa bàn trong công tác phòng cháy chữa cháy, tích cực tham gia nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy, cuộc vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy. Có thể thấy, từ những kết quả của đợt cao điểm tuyên truyền, rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ đã cung cấp cho các cơ quan chức năng cái nhìn khách quan, tổng thể, từ đó có giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình hiện nay. Qua đợt kiểm tra này, những vấn đề gì phát sinh trong quá trình kiểm tra, nếu như mà thực sự có nguy cơ phát sinh cháy nổ thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Vấn đề thứ hai thì cũng khuyến cáo người dân nên quan tâm hơn nữa đến cái lĩnh vực, đến công tác phòng cháy cháy. Trong đó thì tham gia đầy đủ các cái buổi tập huấn của lực lượng phòng cháy cháy để có thêm những kỹ năng, những cái kiến thức về thoát nạn. Rồi đối với ban quản trị chung cư thì cũng nên có những cái buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân trong chung cư những cái cách thức, những cái kỹ năng thoát nạn phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình và đặc biệt là phù hợp với cả cái thời gian của người dân sống trong chung cư. Làm sao mỗi người dân, mỗi căn hộ trong chung cư đều có một người được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phát huy phương châm 4 tại chỗ. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà là đòi hỏi thực tiễn trong công tác phòng cháy chữa cháy đã đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Hỏa hoạn cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, tích cực phòng ngừa từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.